Rồi tiếp hiệp 2 nhé cả nhà. Hiệp 2 đêm ngày mùng 3 tháng 7. Hiệp 2 này em lên một lô áo M số 5 ạ. Đặc biệt lô này là size small. Size small dành cho anh em cao 1 m, nặng 60 đến 70 kg thôi. Không có size to nha, đặc biệt hôm nay là size small ạ. Rồi em lên một con M65 này. Size X small. M65 xanh ô liu size X small, con này nhỏ. Con này em không vừa rồi. Con này 50 đến 60 kg thôi. 50 đến 60 kg thôi, cao dưới 1m7 nha. Đó, em cao 1m62 này. Cao dưới 1m7 thôi. X-mon dành cho anh em 50 đến 60 kg. Con này nó có bị một cái sợi chỉ nhẹ ngay chỗ nắp túi, chỗ túi này. Bạo lỗi từ nha. Lai M65 là phải từ từ rồi, đây nó bị có một vết dơ nhẹ thôi. Rồi con này bị lúng đây rồi. Bị lúng một vết nhẹ đây rồi. Anh em về thì may một cái tem lên nha. Nó bị chặt kiển này. Đó. Đằng sau này còn đẹp nha. Đằng sau còn đẹp. Rồi giờ em qua bên này cho anh em coi này. Ống tay bên này cũng còn đẹp nha. Đó, đây anh em lưu ý giùm em này. Rồi bên này còn ok, còn đẹp. Đồ mới con này còn 95%, 94-95%. Nó bị một cái lồi nặng nhất là đây nha, anh em lưu ý giùm em nha. Đó, con này em phải bán giá. Size Simon X Simon Sọc 50 đến 60 kg, cao dưới 1m7 ạ. Con này em mặc được tức luôn, không gài được luôn. Bị một cái lỗi đó như em đã bảo nha. Rồi mấy cái lỗi nhẹ thôi nha, mấy lỗi tê thì chắc không đáng kể rồi. Con này em định bán 3 triệu này, em nghĩ không bị rách này. Vậy là chết em rồi đấy. Năm mươi đến 60 kg, cao dưới 1m7 nha. Rồi bị một cái lỗi đó nha, anh em về may một con tem hoặc mạng lại nha, mạng lại nha. Đường dây kéo còn ok này. Đó, lưu ý giùm em ạ. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 2 triệu mã 13 màu xanh nha. 2 triệu mã 13 dành cho anh em nhỏ, cái size này hiếm lắm. 2 triệu mã 13. 2 triệu ạ. Em lên tiếp một con size Summon Sock này. Đời 68. Dây nhôm nha, đời 68. Túi trắng này, anh em lưu ý giùm em túi trắng này. Đó. Dây nhôm nha. Rồi con này bác này bó một cái bút vào, ông lính này bó một cái bút vào này. Nó có mực ra này, nó lem ra ở đây này, anh em về giặt nhẹ, giặt nó mờ từ giùm em nha. Đó. Tem này. Rồi đó bên này, rồi tới phiên ống tay này. Rồi ống tay có một cái vết, một cái lỗ bằng cái đầu đùa này. V còn ok này. Đời 68 nha, size Simon Sock. Rồi đằng sau còn đẹp. Rồi tem rin theo áo này. Rồi giờ qua ông tay bên này nha, V này. Đó. Đó là cái V nha. Đó. Anh em lưu ý giùm em nha. Rồi bên này nó bị một cái vết dơ ngay cho cái túi này, cào nó ra này. Đó, nó bị cái vết keo thôi. Đó, cào nó ra đây này.
anh em về xử lý giùm em này. Đó, em cào nó ra này. Rồi, không ảnh hưởng gì cả. Rồi, còn ok, dây giới mất này. Dây giới mất. Còn mù này. Ồ, cái dây này bị mất cái tay cầm luôn rồi. Cái dây kéo này bị mất cái tay cầm luôn đấy nha. 60 đến 70 ký, cao dưới 1m6 này, cao dưới 1m7 này. Cao như em là vừa này, bị mất dây này, tem rin đeo áo này. Đó, bị lỗi như em đã báo là cái chỗ này nó bị lúng một lỗ bằng cái ống tay ống đùa đầu đùa ấy nha. Đó, anh em lưu ý giùm em này. Đấy. Đồ mới con này còn 95%. Đều màu xuống đều màu. Đời 68 ạ. Đời 68 bị mất cái tay cầm đầu kéo luôn này. Đồ mới con này còn 95%. Còn cái chỗ này thì anh em về giặt từ từ nó mờ nha. Cái mực coi. 60 đến 70 kg. Cao 1 dưới 1m7 nha. Ai chốt con này chốt giùm em. 3.500.000 mã 12 ạ. 3.500.000 mã 12. 3.500.000 mã 12. Rồi em lên tiếp một con thân đồng cổ đồng size Summon Sock. Size Summon Sock. Đời 79 nha, size Summon Sock đời 79. Đời 79 ạ. Đời 79, con này bị dơ này, anh em về xử lý giùm em này. Đó, bị dơ nhẹ nha. Dơ này giặt ra nha, dơ đất nha. Size Summon Sock. Rồi ngay chỗ túi này nó bị dơ nhẹ này, anh em lưu ý giùm em về giặt này. Con này vải thừa ngang nha. Đằng sau còn đẹp. Đằng sau còn đẹp. Ở đây nó bị dơ dưới nách này này, anh em lưu ý giùm em này. Đó, bị dơ dưới nách này này, dơ dưới này giặt ra này. Anh em về giặt từ từ là nó ra nha. Đó. Rồi bên này. Bên này cũng ok. Dây giới mất nha, dây giới mất nha. Bữa nay anh em lưu ý giùm em, dây giới em không còn nha, mù còn nha. Dây giới còn, đồ mới con này còn 96%. Con này còn xanh đẹp lắm. 96%. Bị dơ mấy vết như em đã báo thôi, anh em về giặt giùm em nha. 60 đến 70 kg. Cao dưới 1m7 ạ. Đồ mới con này còn 96%. Bị dơ ở dưới nách này thôi. Đó, nó bị dơ đấy. Chắc nó kẹp cái gì. Đó. Màu xanh. Dây giới mất ạ. Size Summon Reller đời 79 ạ. Màu xanh ô liu vải thương ngang. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 3.500.000 3.500.000 ạ. 3.500.000 ạ. À. 3.500.000 mã số 11 ạ. 3.500.000 mã số 11 giùm em ạ. 3.500.000 mã số 11 ạ. Rồi em lên một con Summon Reller đời. Con này Summon Reller đời 67 ạ. Đời 67 nha. Đời 67 túi trắng ạ. Con này màu xanh lắm. Đời 67. Đời 67. Đây có một vết dơ đây này. Khóa đuôi cá này. Mù con nha. Mù con này màu xanh. Rồi bên này còn ok. Ống tay cũng đang còn đẹp. Bị dơ một tí nhẹ đây, anh em về giặt giùm em này. Đấy. Về tay này. Chữ A này. Màu xanh. Anh em lưu ý giùm em nha, màu xanh. Do cái điện thoại em lại là nó không đúng màu đâu. Rồi cái ống tay này nha. Nó bị dơ nhẹ này. Anh em lưu ý giùm em này. Bị dơ nhẹ nha. Đấy. Chữ A này. Chữ A bị lúng một lồ này. Cái này về anh em mạng lại xử lý lại giùm em nha. Màu xanh. Rồi đây bị một
lỗ này. Đó, ngay chỗ cái nắp túi này anh em về mạng này, con này mà không bị thì đúng là quá đỉnh luôn. Quá đỉnh của M65 luôn. Rồi, cố bị dơ này anh em về giặt giùm em nha. Đồ mới con này còn 9, nếu mà nói không bị lúng mấy cái lỗ thì con này đồ mới còn 98% á, màu á. Nhưng mà em nó còn 97% thôi. 60 đến 70 kg, cao một dưới 1m7 nha, đời 67, màu xanh. Đều màu đang xanh lắm. Nó bị dơ hai cái ống tay với lại đây thôi. Bị cái lỗi này anh em lưu ý giùm em nha, bị cái lỗi này ạ. Về mảng lại giùm em này. Đó. Con này còn rất ok. 60 đến 70 kg, cao dưới 1m7, dây giới mất nha, dây giới mất nha. Màu 67 là đúng là màu xanh đẹp. Đó là màu xanh như con này luôn này. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em. 4 triệu mã số 10 ạ, 4 triệu mã số 10. 4 triệu mã số 10 nha, ai chốt chốt 4 triệu mã số 10. Mã số 10 ạ. Rồi em lên một con M51. M51. Con M51 nha. M51 size summon sọt luôn. Con này nó bị cố nhẹ đây này, anh em lưu ý giùm em này. Đó. Bị cố nhẹ đây nha. M51. Tay bị sơn nhẹ giùm em này. Rồi, con. Còn ngoài ra là màu rất ok. Con này rất xanh. M51 50 đến 60 kg. Đó. Ông tay nó bị sơn nhẹ này, anh em lưu ý giùm em này. Bị sơn dưới này luôn này, anh em về lên một like giùm em này. Đấy, nó bị sơn này này. Con này là bị sơn cái ống tay. Lại cố nha. M51. Rồi, bị mấy cái lỗi em đã báo thôi. M51 size summon roller, summon sọt. 60 đến 70 kg. Cao dưới 1m7 nha. Dây giới cũng mất này. Anh em lưu ý giùm em này. Tem rin này, bông mai này, 1 tem, 2 tem, 3 tem, 4 tem, 5 tem, 6 tem, 7 tem. Ừ, con này bằng của đại quý quá. Bộ tem VIP quá. Đồ mới con này còn 94%. Ô, anh em lưu ý giùm em nha. Bị mấy cái lỗi như em đã báo nha. Bị cái cố là 1 này. Bị cái cố là 1 này. Con này anh em về siêu tầm cũng được này. Đó. Bị ống tay sơn này, rồi bị giới này này nha. Anh em lưu ý giùm em nha. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 2 triệu mã số 9 ạ. 2 triệu. 2 triệu mã số 9 ạ. 2 triệu. 2 triệu mã số 9 nha. Ai chốt chốt 2 triệu giùm em nha. Riêng cái bộ tem này nếu mà bán ra cho mấy anh em mà người ta ở ngoài Hà Nội chơi mà lên áo túi chéo á, hoặc áo mờ số 5 á, cái bộ tem này là tầm cỡ 600 đến 700 ngàn này. 600 đến 700 ngàn cái bộ tem này. Rồi, ai chốt chốt 2 triệu mã số 9 giùm em nha. 2 triệu mã số 9 nha. 2 triệu mã số 9 nha. Rồi, em lên tiếp một con mờ số 5 này này. Size summon roller đời 68. Đời 68 ạ. Size summon roller đời 68. Con này xuống đều màu. Rồi, cái vai này nó bị tưa một tí nha. Anh em về lấy kiếm cái bông mai may lên, nó cũng bình thường mà. Giống như con áo vừa rồi á, họ kiếm một cái tem lên nha. Con này nó bị tưa đây thôi, còn bên này không lủng nha. Bị tưa vậy thôi. Đời 68, V tay này, không lủng này. Chữ A. Còn V này, V có đường gấp này. Đó, anh em lưu ý giùm em nha. Rồi, trước này ok. Em cho anh em coi đằng sau. Con này vải thư ngang nha, xuống đều màu nha. Mù con nha. Đấy. Bên này nó bị dơ đây một tí xíu này. Anh em để ý giùm em nha, bị dơ này. Vê tay cũng không bị rách này. Ống tay cũng không bị gì này.
Rồi con này không bị gì cả, chỉ bị dơ như em đã báo thôi. Bị dơ như em đã báo thôi, dây còn. Đời 68 túi trắng lót xám nha, lót trứng sáo nha. Con này xuống đều màu, con này đồ mới còn 95%, bị đây một cái vết không đáng kể đâu nha. Anh em lưu ý giùm em nha. 60 đến 70 kg, cao 1m7 này. Cao 1m7. Đồ mới con này còn 95%. Chứ bị một cái vết đây, anh em về may cái tem lên giùm em nha. Người ta có một con áo ngon nha. Đó, vải thử ngang đời 68. Ai chốt con này chốt giùm em 3 triệu mã số 8 ạ. 3 triệu mã số 8. 3 triệu mã số 8 nha. Ai chốt chốt 3 triệu mã số 8 giùm em. 3 triệu mã số 8 ạ. Rồi em lên tiếp một con màu pha của Úa này. Xoay Sumon Long. Đời 70. Đời 70. Con này mất cái tay cầm luôn rồi. Đời 70. Màu pha của Úa nha. Màu pha hanh của Úa. Đó, con này nó bị dơ nhẹ, anh em lưu ý giùm em thấy không? Đó. Em dơ lại mới thấy, dơ xa mới thấy được này. Đó. Rồi, con này chỉ bị dơ vậy thôi. Vê tay này, chữ A này. Vê tay có dấu gấp này. Anh em lưu ý giùm em nha. Mấy anh lưu ý giùm em về đừng bắt lỗi em nha. Mấy khi lên thay được vờ đây này. Lại bữa anh em về bắt lỗi em là chết. Đằng sau còn ok. Bên này nó bị dơ đây này, anh em lưu ý giùm em nha. Vải thứ ngang nha. Anh em lưu ý giùm em nha. Nó bị dơ và màu nó đã dơ hơn cái màu nữa rồi. Chị A này. Đó, về không bị lúng rách gì cả. Đồ mới con này còn 96%. Không lúng rách gì nha. Size small long. Small long nha. Dây giới mất này. Small long. Đồ mới con này còn 96%. Anh em lưu ý giùm em này, đó, cái màu nó bị dơ hơn này. Anh em về giặt nha. Đó. Về giặt giùm em. Anh em cao nặng 60 đến 70 kg, cao 1m7 trở lên, đó, dây kéo còn ok nha, bị mất cái tay cầm thôi. Bị mất cái tay cầm thôi. Rồi, đồ mới còn 96%, ai chốt con này chốt giùm em. 3 triệu mã số 7 ạ, 3 triệu mã số 7 nha. Ai chốt 3 triệu mã số 7 giùm em ạ. 3 triệu mã số 7. 3 triệu mã số 7 nha. 3 triệu mã số 7 giùm em ạ. Rồi em lên tiếp một con dây nhôm này này. Con này mất tem sai rồi. Dây nhôm. Con này đời 70, đời 69. Đời 69. Em đo vai nha. Con này vai 51. Dài 75. Con này là tương đương size small sọc 70 đến 80 kg, 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg. Ồ, em chưa bảo lỗi. Con này nó bị dơ đây nha, anh em lưu ý giùm em nha, bị dơ này. Đó. Bị có dấu vết sơn gì trắng trắng nhẹ đây này, đó, anh em lưu ý giùm em nha. Đấy. Rồi, ống tay bên đó thôi. Đây nó bị một cái lỗ gì giống như bị cái lỗ gì té vào nó siêu siêu bằng lỗ kim này. Bằng lỗ tâm nha. Rồi em phải cội ra em coi. Đằng sau còn ok. Còn đẹp. Rồi bên này cũng còn đẹp ạ. Có còn mũ. Rồi con này bị mất mũ rồi.
Con này bị mất mù đấy nha, anh em lưu ý giùm em nha, bị mất mù rồi ạ. Đồ mới con này còn 95%. 95%. Rồi nó bị dơ đấy nha, anh em lưu ý giùm em nha, bị dơ này. Đấy. Bị dơ. Đời 69. Đồ mới con này còn 95%. Đó, hình thức là lỗi như em đã báo nha. 95% bị mất mù, mất dây giới. Rồi. Dành cho anh em 60 đến 70 kg, cao 1 m, dưới 1m7 nha. Ai chốt con này chốt giùm em 3 triệu mã số 6 ạ. 3 triệu mã số 6 nha. 3 triệu mã số 6. Con này vải thường ngang, em quên nói. Vải thường ngang nha. Màu pha cổ úa nha. Đó. 3 triệu mã số 6 ạ. Ai chốt chốt 3 triệu mã số 6 giùm em. Rồi em lên một con M65 này. M65 chất vải pha saten này, của con này là của hãng. Con này là của dân dùng nha. Của Mỹ nha, Made in USA này. Đó, chất vải pha saten, pha kaki, kaki. Con này mặc cực mát rồi, anh em miền Nam này. Con này mặc cực mát rồi. Chất vải kaki. Con này nó bị dơ đây, anh em lưu ý về giặt giùm em này nha. Chất vải kaki này rất dễ giặt này. Đó, nó bị dơ vậy thôi. Rồi, ông tay ông bị dơ đất đây này. Em khảy nó ra này, đó. Đó, anh em lưu ý giùm em nha. Đó, em khảy nó ra này, về ngâm nước giặt giùm em này. Xử lý giùm em này. Rồi, đẹp. Rồi, ông tay bên này đẹp. Con này chất vải pha saten nha. Rồi cái túi này nó bị dơ nhẹ này. Anh em thấy không? Đó, bị dơ về giặt giùm em nha. Rồi dưới này cũng bị dơ một đấm đếm này. Gọi là con này dơ. Size small. Đồ mới con này còn 96%. Nếu mà không bị dơ là con này phải còn 97% luôn. Màu xanh nha. Con này rất mềm mại. Mặc rất mềm. 60 đến 70 kg, cao 1m7. Cao 1m7 ạ. Size small, small roller. Đồ mới con này còn 96%, không lỗi lầm gì cả, chỉ có bị dơ đó thôi. Không lủng rách gì nha. Đó, anh em lưu ý giùm em này, không lủng rách gì cả. Không lủng rách gì cả, con này đó dây kéo nó đang còn cái chất mà vàng nó chưa ra được ra là dây nhôm nha. Anh em lưu ý giùm em nha. Đồ mới con này còn 96-97%. Để em coi còn mù không. Rồi con này bị mất mù luôn rồi. Con này cũng bị mất mù luôn rồi. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 3 triệu mã số 5 ạ. 3 triệu mã số 5 nha. 3 triệu mã số 5 ạ. Con này bị cái túi này bị dơ, anh em về giặt. Con này giặt xong là mới lắm. 3 triệu mã số 5. 3 triệu mã số 5 ạ. Em lên một con jacket này. Một con jacket nha. Con mù này. Một con jacket. Bị tháo tem này nha. Đó, không lủng rách gì cả. Con jacket. Còn ok. Đó, anh em lưu ý giùm em nha, jacket nha. Con này là còn con đồ mới con này còn 95%. 95%. Jacket nha. Anh em lưu ý giùm em áo jacket nha. Con này bị mất tem này. Bị mất tem này, size small này. Bị mất tem. Không phải đâu. Con này size medium. 70 đến 80 kg, cao dưới 1m7 nha, size medium sọc ạ. 70 đến 80 kg. Cao 1 m, dưới 1m7 ạ. Đồ mới con này còn 95%.
còn 95% không dơ không lỗi lầm gì cả. Còn 96 đi. Con này còn 96%. Em xin lỗi nha, nó có một cái vết dơ đây, anh em về giặt giùm em này, đó. Vết này em khảy nó ra này. Rồi. Còn 96% không lủng rách gì cả, dơ một vết đó thôi. Ai chốt con này chốt giùm em 1.700.000 mã số 4 ạ. Mã số 4 là áo jacket nha. Áo jacket ạ. Con này mua siêu tầm mặc ok. Ai chốt 1.700.000 mã số 4 ạ. 1.700.000 mã số 4. Rồi em lên một con M51 này. Con M51. Đời tâm dập này nha. Size xuống con sọt. Con này cũ nó chỉ bị có dấu vết gấp thôi chứ chưa lụng nha. Tem dập này anh em lưu ý giùm em này, nó có tem dập này, size Summon Sock M51. Rồi đây có vết chạt sơn chạt phai màu này. Đó anh em lưu ý giùm em nha. Đây đó. Rồi ống tay nó có một cái vết chấm nhẹ đó này. Rồi ống tay chưa sơn. Đây có một cái vết xước này. Đó là ống tay nha, đằng sau có một vết dơ đây. Một vết dơ đây anh em lưu ý giùm em nha. Đó, có một vết dơ đây. Rồi cái ngay chỗ cái dây lưng trên nó có một cái vết dơ đây nữa. À vết hằn đây nữa. Rồi dưới này có một vết dơ đây nữa nha, anh em lưu ý giùm em nha. Đó, dơ này giặt ra này. Dơ này dơ đất thôi. Rồi vừa qua ống tay bên này có một cái dấu, có một cái lỗ rách này. Có một cái lỗ rách nha. Anh em lưu ý giùm em nha. Rồi ống tay đang còn ok này. Có một cái lỗ rách. Rồi mặt bên này ok. Nhưng mà cái đường này em báo nha, nó là có một cái vết chặt chặt, nó sờn sờn, anh em nhìn thấy trắng trắng không? Đồ mới con này còn 94% thôi. Áo M51. Áo M51. Size Summon Sock anh em 60 đến 70 kg, cao một dưới 1m7 nha. Còn một tem, hai tem, ba tem rin theo áo nha. Dây mất này, dây dưới mất này. Dây trên mất luôn. Đồ mới con này còn 94%. Đó, bị lỗi như mấy cái lỗi em đã báo nha. Đây có một cái lỗ là em đã báo đây này. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 1.600.000 ạ. Ai chốt 1.600.000 giùm em ạ. 1.600.000 mã số 3. Ai chốt 1.600.000 mã số 3 giùm em nha. Ai chốt 1.600.000 mã số 3. Ai chốt 1.600.000 mã số 3. Em lên một con size Summon Sock. Con này chất vải pha saten này, kaki của dân dùng mì này. Mark in USA nha. Con này là dây nhôm. Dây nhôm đang mà vàng, nó đang xẹt cái cố của nó này. Ừ, sao lại khó xẹt thế ta? Rồi bị mắc sẽ chí đây. Con này bị rít quá rồi. Để em sửa nha. Em coi cái này nha. Nó bị chẹt trong luôn này. Rồi, hồi nữa em sửa xong. Con này là size Summon Sock. Đồ mới con này còn 98% nha. Không lỗi lầm gì cả.
98% không dơ không lỗi lầm gì cả. Chất vải pha saten nha, con này mặc chất luôn, mát luôn. 60 đến 70 kg, cao 1m7 đổ lại. Cao 1m7 đổ lại ạ. Đó, em 70 kg luôn này. Em 69 kg thôi. Nhưng mà em có bụng ạ. Con này mới nha. Anh em nhìn cái V này, mới luôn. Mới 98% nha. Chất vải pha saten dây chạc con này, anh em lưu ý giùm em này, cái hàng này gọi là hàng xách tay từ bên Mỹ về đây, màu xanh này. Còn cái cố tí em sửa lại nha, nó bị chẹt cái sợi vải trong á, chưa sẹt được. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em. Con này gọi là mới 99%, không một lỗi lầm gì cả. Nhìn tem này, nhìn lót trong trong này, đẹp. Mới luôn, cố chưa có một cái vết dơ luôn. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 5 triệu ạ. 5 triệu mã số 1 nha. 5 triệu mã số 1. 5 triệu mã số 1 ạ. 5 triệu mã số 1. Em hứa với anh em là mai em sẽ sửa lại cái dây kéo nha. Nó bị mắc một đống chí đây này. Đó. Đó, tí nữa em sẽ lấy ra. Đó, nó mắc một cái đống chí dư á. Đang còn chí thừa. Ai chốt con này chốt giùm em 5 triệu ạ. Mã số 1 ạ. 5 triệu mã số 1 ạ. Rồi em lên một con jacket mới nữa này. Size small. Mới nha, con jacket này mới nha. Màu xanh, chỉ có bị dơ đây thôi, anh em lưu ý giùm em này, bị dơ đây này. Đó, bị dơ một tí đây này. Về giặt giùm em này. Jacket. Áo jacket nha, áo có cái da này xưa lắm, nó thuộc dạng giống như là cái pilot mà B15 á. Anh em có biết B15 không ạ? B15 thì giờ hiện tại hình như có giá là đồ mới, mà còn 95 trở lên là có giá là phải 7 đến 8 triệu. B15 nó dạng là cùng là có cố, nhưng mà cố nó có lông. Cái cố này là bằng lông, lông len. B15 con đó hiếm gặp lắm, nó phải G8. Màu xanh. Đồ mới con này còn 98%. Không lỗi lầm gì cả. Không lủng rách gì cả. Chỉ bị dơ đó thôi nha. 60 đến 70 kg, cao 1m7 này. Cao 1m7, 1m6 đến 1m65 đến 1m73. Mới nha, không lỗi lầm gì cả, áo jacket ạ. Rồi, bị mất cái dây giới rồi. Bị mất cái dây giới rồi, dây trên còn. Áo jacket nha. Áo jacket. Đồ mới con này còn 98%. Anh nào chốt thì chốt giùm em 2 triệu mã số 2 ạ. 2 triệu mã số 2, nó chỉ bị dơ đây thôi nha, anh em lưu ý giùm em này. Còn ngoài ra không bị dơ ạ. Màu xanh này. Đó, xanh ô liu luôn. Xanh bằng con đời số 7 luôn này. Ai chốt con này chốt giùm em 2 triệu mã số 2. 2 triệu mã số 2 ạ. 2 triệu mã số 2. Rồi con cuối cùng nha. Rồi em chào cả nhà nha. Rồi em tiếp tục lên hiệp 3. Hiệp 3 là một lô áo M65 Trần Ri size small ạ. Rồi em chào cả nhà nha. Em cảm ơn cả nhà nha.